Dạ, trước khi chào mọi người, giờ cho phép em bắt tay Nhi cái được không? Không được đâu em ơi, tại sao sáng nay vô em chào Nhi rồi mà Nhi không chào em mà. Đúng rồi, bây giờ em làm bắt tay Nhi lơ cái là mình quên, bây giờ người mình quyết tâm. Người ta không muốn, thường với những người cũ mà đối xử tốt với người ta thì người ta còn ân cần, chứ còn hồi xưa đối xử với người ta như thế nào đến ngày hôm nay. Không phải hồi xưa, bây giờ. Tới bây giờ vẫn chưa tốt được một tí nào sao Bình? Tại sao vậy Bình? Bình ơi, khi nào Bình mới trưởng thành hả Bình? Nếu như vậy là không được rồi, đàn ông mà vậy là không được. Không rồi. Thể chấp nhận được. Anh Nghĩa, hả? Đôi khi anh phải biết thương người. Sao em thấy không, trung thu qua lâu rồi dân bận đồn như cái lồng đèn anh để lâu quá rồi nó cháy cái lồng đèn của ông ta tội nghiệp. Trên là chị Hằng đó gì đó. Rồi cái này là lồng đèn dưới hộp bánh trung thu bà ơi nha. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin For hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Có một điều tôi muốn nói ngay từ đầu chương trình đó là hôm nay năm đứa mình bận đồn, không ai liên quan gì. Nhưng mà tôi thấy bạn là lạc lõng nhất. Ít nhất á thì anh Nghĩa với lại anh Trường Giang là có liên quan, tôi với lại Trang cũng có liên quan, còn một mình bạn. Ông ghét mình hả? Ủa Trành với anh Nghĩa cũng có liên quan, đen quá trời nè. Ở đây là nó rất là tôi không biết nó là cái bánh gì mà nó da lợn. Bây giờ còn tôi thì nó nói đơn giản chỉ là những cánh chim không mỏi. Ủa mà sao bữa nay năm đứa không đứa nào vô đứa nào? Không đứa nào vô đứa nào, không có cái gì liên quan. Không, anh thì luôn luôn nghĩ rằng với một cái bảng màu nhiều màu như thế này thì nó sẽ hòa hợp với tất cả mọi người. Còn riêng Trấn Thành thì thật ra anh tính binh vực em. Anh tính dành cho em những điều tốt đẹp. Không anh, em thấy cáo anh dễ thương. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. À, ý anh nói sao? Trấn Thành mặc áo những con chim hạt. Mà những con chim hạt là cái gì? Là tượng trưng cho cái sự thanh tịnh, cái sự an nhiên, cái sự bình thản trong tâm hồn. Thôi với người ăn chay có khác, thì thấy chuyện dễ thương. Nhưng mà không có ngờ là em nói với anh những cái điều đầu tiên anh không được vui cho lắm, cho nên anh xin sửa lại những cánh chim lạc loài. Sao vậy Nhi? Anh thấy bình thường là em tung tăng, em xuất hiện, em nhún nhảy dữ lắm mà khi lên sân khấu. Tuy nhiên sao bữa nay đi ra cùng với Bình mà em đi như là tượng sáp vậy Nhi? Biết sao không? Sao vậy? Hồi xưa lúc mà yêu thương nhau người ta không đối xử tốt với nhau. Bây giờ gặp lại nó hơi ngại thôi. Giờ trước khi chào mọi người, giờ cho phép em bắt tay Nhi cái được không? Không được đâu em ơi, tại sao sáng nay vô em chào Nhi rồi mà Nhi không chào em mà. Đúng rồi, bây giờ em làm Nhi lơ cái là mình quên, bây giờ người mình quyết tâm. Người ta không muốn, thường với những người cũ mà đối xử tốt với người ta thì người ta còn ân cần, chứ còn hồi xưa đối xử với người ta như thế nào đến ngày hôm nay. Không phải hồi xưa, bây giờ. Tới bây giờ vẫn chưa tốt được một tí nào sao Bình? Tại sao vậy Bình? Bình ơi, khi nào Bình mới trưởng thành hả Bình? Nếu như vậy là không được rồi, đàn ông mà vậy là không được. Không rồi. Thể chấp nhận được. Thôi mấy gì về đi. Không có phải. Về đi, mới vô chưa gì hết đi, dồn dập quá rồi, dồn dập quá. Anh nghĩ là Thành nói đúng á, tính khi nào mới trưởng thành, mặc dù không có để râu. Anh phải nói lại cho chính xác, đó không phải là để râu, là chừng nào mày mới chịu cạo râu. Tại sao đi quay chương trình mà anh quên cạo râu vậy hả Bình? Dạ tại vì hay là mới cấy hôm qua tí không cạo? Đừng nói chuyện cấy gì ở đây. Nhiều người không thích nghe từ cấy lông cấy tóc rồi đâu, nó không nên. Trời ơi, đừng có nói tiếng luật bạn tôi nha. À, thì ra mày chọn cái chết. Các bạn, chúng ta đang đứng với khách mời. À, ok. Tại sao chúng ta lại bỏ quên khách mời của chúng ta? Xin lỗi anh, tại vì có những cái đầu nó phải nhắc đến. Thôi bây giờ mình nghe nhạc sĩ người ta nói đi, người ta có chuyên môn. Tôi thấy được rõ Thành ghê, thích ghê. Lại là một cái câu chuyện không có liên quan lắm tới âm nhạc. Hôm nay lần đầu tiên đem mất kiến anh, thích lắm. Nó khoe hoài luôn á, từ đầu chương trình tới giờ. Nè, bây giờ nhắc lại một lần nữa, đàn ông có cái gì thiếu không được, có hai cái không được thiếu. Duyên dáng, duyên dáng có rồi, duyên có rồi, ý chí có luôn. Là em có duyên dáng luôn hả? Ừ, có cả hai rồi. Bởi vậy bị bỏ là đúng. Bây giờ mình tập trung vô cái chuyện chuyên môn là ai hát hay hát dở đi, sao không tập trung vô tôi hoài vậy? Người ta hỏi mấy người hôm nay người ta là giọng ải giọng ai chứ đâu phải là Bình ải Bình ơi đâu. Trời ơi, Bình ải Bình ơi. Tự ghép tên mình vô chương trình Bình ải Bình ơi luôn hả? Dạ, người ta đây là chương trình âm nhạc chứ đâu phải chương trình nhìn rõ nhìn ro đâu. Chương trình là chương trình âm nhạc, đâu phải chương trình vô diễn vô duyên đâu. Bây giờ cuối cùng là anh thấy hay hay không? Anh nghĩ là hay á. Em nghĩ là không hay, chắc chắn. Tin em đi. Tại vì biết sao không, đợt trước á là khi mà những cái ý kiến trái chiều của em với anh Giang á là em đều đúng, anh Giang đều sai, mà cuối cùng lại chọn theo anh Giang. Nhưng mà tại đợt trước em chưa có đeo mắt kiến em ơi. Ủa đeo mắt kiến với lại cái lỗ tai nó đâu liên quan gì đâu anh. Nó khác dữ lắm luôn á. Tại sao người ta nói là tai mũi họng thì tai nó thông cái mũi với cái họng cũng không liên quan tới mắt. Mắt thấy thì tai mới nghe được.
Tại sao người ta nói là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ à. Mắt với tai, thấy không? Người ta nói tai dắt mặt rừng đó là tai mắt được dính liêu. Bởi vậy có mồm thì giữ xin đừng ba qua thành Trường Giang hay là Thu Trang, Trấn Thành đang rất nóng lòng. Họ mặc những bộ trang phục khá là đẹp, họ muốn ra chào khán giả ngay. Nhưng mà thôi cứ để cho họ đứng bên trong họ chờ để hiểu cái cảm giác của một người dẫn chương trình khi phải đứng lâu thì nó như thế nào. Trong khi tôi đang ngồi đây thì tôi nói, ủa ra rồi hả? Em ra rồi hả? Dễ thương quá à. Thì chưa kịp giới thiệu, tính giới thiệu mấy em ra cho nó hoành tráng chút xíu. Sao tự nhiên chạy ra luôn vậy? Giận. Sao giận? Trời đất ơi, đứng ở trong mà đang háo hức để đi ra đây chào khán giả mà anh ngồi hoài, nói hoài luôn à. Anh Nghĩa, hả? Đôi khi anh phải biết thương người. Sao em? Anh thấy không? Trung thu qua lâu rồi, dân bận đồn như cái lồng đèn. Anh để lâu quá rồi, nó cháy cái lồng đèn của ông ta tội nghiệp. Trên là chị Hằng đó. Gì? Đó. Rồi, cái này là lồng đèn dưới hộp bánh trung thu bà ơi. Nha. Cái gì vậy? Sao tự nhiên mà trùm vô người ta chỉ mặt sầu? Không được em. Kính thưa anh Nghĩa. Sao em? Kính thưa các bạn. Gì? Chúng ta dù gì cũng là những nhân vật chủ chốt của một chương trình. Chúng ta đừng có chặt chém cãi cọ nữa. Hãy giữ sức. Để chi? Chặt khách mời hả? Chặt hai người sắp xuất hiện. Bởi vì hai người đã toan tính hết rồi. Và cái cô gái sắp xuất hiện không phải là con người đâu. Chứ lại gì? Quỷ đó. Kỳ cục. Người ta thích mời tới đây phải nói người ta sao chứ ai kêu ta là quỷ không biết nè. Bây giờ mời các bạn chúng ta về vị trí quen thuộc của mình đi nha. Trang, em được về ghế của mình rồi đó Trang. Vui lên đi cưng. Cảm ơn anh à. Cảm ơn anh à. Cảm ơn em. Thưa quý vị, hai đội của chúng ta, những gương mặt rất quen thuộc, gia đình của Trường Giang, Ốc Thanh Vân. Anh cho em ngồi, em vừa mới ngồi, em chưa kịp gì hết trơn, bắt em đứng dậy liền. Trời ơi, khó quá. Thôi rồi, cứ đi. Nũng nịu là 18 tuổi, còn em 38 mà nũng nịu. Bây giờ thì không biết rằng hai gia đình mình muốn mời vị khách nào về nhà ha. Chuyện kể rằng, ngày xưa, có hai anh em sanh đôi. Nhưng vì một lý do nào đó, hai anh em phải tách biệt, người phương trời kẻ góc bể. Nhưng một ngày nào đó, Facebook đã mang chúng tôi về với nhau. Thưa quý vị, người em sinh đôi của Trấn Thành chính là Tóc Tiên. Ai nói sao trời? Tại sao có cái sự tích sinh đôi? Không, thực ra cái sự tích sinh đôi mà cái người phát hiện ra đầu tiên đó là chú Chí Tài. Một lần xem em diễn này bảo trời Tiên ơi sao con giống Trấn Thành lúc giả gái dễ sợ luôn. Trời ơi, không biết cái đó là lời khen hay là lời chê. Và mọi người bảo là rất là giống, mặc dù là em cũng không thấy giống lắm. Tôi thấy không hề giống. Một con quỷ không là giống một ma cà rồng được. Không hề giống. Thôi bây giờ thế này, bên đây người ta đã nhận chị em sinh đôi với nhau rồi, để cho Tóc Tiên về bên đây đi. Còn Quang Vinh ơi, dạ. Bây giờ thì có lẽ là mình không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Mình sẽ về với đội của Trường Giang thôi. Nghe tôi nói nè, anh đừng nói chuyện không sự lựa chọn. Đã gọi là gì? Quỷ, ma là phải đi một cặp. Còn dâu, hoàng tử là phải đi với hoàng tử. Không, sai nè. Hoàng tử quỷ ca. Quỷ ma là đi một cặp, hoàng tử là phải về với thái giám. Để alo. Khả, Tóc Tiên thì sao? Làm gì biết. Ngồi yên, không được nhảy vào miệng người khác khi người ta đang nói chuyện. Khi mà em thấy cái đoạn mà hát của bạn này nó đúng một chữ thôi thì âm lượng rất là to. Trời, to thì hát to, nó to. Anh để em nói. Chương trình người ta sửa giọng hết dầu. Anh có dám nhảy vô mồm Nhã Phương nói chuyện hay không? Dám, anh nhảy hết. Trời ơi, nhảy vô mồm Nhã Phương bả nhả ra cái chết liền chứ. Cô này là cô mà từ đầu tới giờ là em có cảm giác mạnh nhất là hát hay luôn á. Đúng, cô này hát rất anh hay. Anh Vinh, tại sao em thích anh là được vậy hả? Thích không? Hết. Qua đây rồi. Nhưng mà Quang Vinh sao? Không thích. Chi vậy hả? Cùng một đội mà hạ danh dự mình xuống đây làm gì? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Một cái tát dư luận. Ok, không sao. Anh không thích em cũng được, bởi vì em có chồng rồi. Xin chào ban giám khảo và tất cả các bạn ở đây. Em tên là Nguyễn Minh Trí. Công việc hiện tại của em... Minh Trí hả em? Ừ, cùng tên chồng chị Ốc đó. Giống họ, giống tên luôn em. Nhưng mà người ta đẹp, chồng thấy gốm. Phải mà, ai nói chồng có thấy gốm. Chồng có chẳng qua là dài người hơn ta thôi. Đó, người ta 1m8 là hú hồn, rồi ổng cao 1m85. Cải thiện đừng nói giống rồi còn gì. Trời, ác dễ trời. Tiên ơi, cái em gì? Không lâm ha Tiên ha. Nè, em nói cái nha. Cái câu mà đau nhất là câu bên đây nè, phải câu tôi. Không sao, em không bán dâu Thái Lan ở chợ bà chị quá Tiên. Xin lỗi, Nguyễn Minh Trí. Tóc Tiên không sao cả, hôm nay em là khách, chị sẽ lịch sự với em. Bỏ qua. Anh à,
khi nào mà đám cưới anh, em xin lỗi, em sẽ không mừng phong bì, em sẽ tặng anh sữa canxi để cho anh đẻ con ra uống canxi nhiều nha. Okay. Yên tâm đi, sau này tôi lấy những người cao như Tóc Tiên là đẻ con dài hả? Anh nghĩ những người như vậy có nghĩa là Nhã Phương không có cửa. Tôi nói rồi, Nhã Phương không thích điều này. Lát tôi sẽ đăng lên Facebook Trường Giang khẳng định lấy người cao cỡ Tóc Tiên, ngoài ra không lấy. Hôm nay ông chú và thím của chúng ta rất là tươi trẻ, trong màu áo trắng tinh khôi thanh khiết, và đối nghịch với cái màu trắng tinh khôi này là màu đen huyền bí, một màu đen ảm đạm, một màu đen âm u, đó chính là Trần Thành và Thu Trang. Sao mà mới ra mà có bộ xỉn nỉ rồi Trang? Dạ em diễn nét suy sụp anh. Sao vậy? Tại vì người ta huyền bí, người ta đẹp như vậy mà anh dám nói là ảm đạm, âm u. Anh chưa nói hết câu. Đen là đen quý phái. Không đen phải thành ơi, đen Thành sang. Thông cảm giùm anh đi, bởi vì âm nhạc không có phối hợp kịp với anh. Lẽ ra anh còn một cái từ nữa anh tính nói ra rồi nhạc mới nổi lên. Màu đen quyền lực đó, ca ngợi đó mà. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn một MC với một chiếc áo có cái màu vàng chói chang, cái màu xanh lố lăng, cái màu đỏ lòe lòe. Dạ xin cảm ơn anh. Một cái áo rất là đời thường, dung dị, nhẹ nhàng và nhu mì. Trời ơi, cái nhu mì mà vậy đó hả? Có bao giờ ai mà ra mà nói chuyện với MC mà cái mặt như ăn thịt MC vậy không? Em đâu có ăn thịt, em nói vậy không? Đừng nói gì hết, ốc. Đừng nói gì hết, nghe lời anh, hiếm nghe lời anh. Giữa dòng đời nghiêng ngả thì để cho các cháu trưởng thành. Không phải, nhưng cái mà gì tại... Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà cạp gì vậy? Sao vậy? Em là người đứng ngoài gia đình rồi. Em là người đứng ngoài gia đình rồi, em làm cái gì vậy? Tại cái mi của em nó bị tắt mà, anh nghĩ em làm gì? Tại vì tự nhiên Trấn Thành nói như vậy thì cũng tội nghiệp anh Đại Nghĩa. Tại vì ảnh mới là đại sứ thương hiệu Sơn Nước. Trả đây. Hối hận khi cho em mượn cái cây nói này đó. Người ta đó, nào có mê thần tượng mình thì thôi, người ta học cái bài hát hay là người ta học cái phong cách, chứ ai mà lại đi bận cái áo vậy. Người thích Sơn Tùng bận cái đồ như Sơn Tường. Thế có một cái động lực của tôi chứ. Dạng có cái tạp về đâu. Nãy giờ đừng nói không á. Quay qua đây. Đừng có vợ. Sao giống như bếp trưởng đừng, nhà hàng. Đừng có vợ. Bếp trưởng nhà hàng. Nhà hàng hải sản ở đâu vậy hả? Phải không? Đã vậy? Có người giết thắng thay ta. Phong cách mới, stylist đã ấn định cho tôi là phong cách seafood. Cứ cá thấy không? Sao không có mở mi em lên, cứ để em khỏi. Cái gì vậy? Đó, có nghe mà Vân. Anh nói anh là phong cách gì? Seafood. Thì đó, anh ở kế em nè, hải sản nè. Cho anh mở micro đi, nói không có vui mà nè, luôn. Người ta là phong cách bếp trưởng, bà chỉ có bồi bàn thôi, bà như cái khăn trải bàn vậy bà ơi. Thôi đừng tranh cãi nhau nữa. Mời hai gia đình về chỗ.